Theo đó, ngày 5 tháng 5 vừa qua, Biêu chính Đài Loan đã phát hành bộ tem biêu chính 4 mẫu mang tên Sáng kiến hòa bình cho biển Nam Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc, trong đó có hình ảnh về đảo Ba Đình của Việt Nam. Vì thế, vụ biêu chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi biêu chính Đài Loan phản đối và yêu cầu phải hủy ngay lập tức bộ tem này. Văn bản nêu rõ hình ảnh trong bộ tem là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Vì thế, biêu chính Đài Loan phát hành bộ tem này là không phù hợp với các quy định của Văn kiện Liên minh Biêu chính Thế giới cơ quan bưu chính việt nam phản đối hành động nêu trên và yêu cầu bưu chính đài loan tôn trọng sự thật hủy ngay bộ tem phong bì và các ấn phẩm có in hình các đảo thuộc quần đảo trường sa của việt nam